mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm một món, đó là món mực nhồi thịt sốt nước cam. Nguyên liệu của món mực nhồi thịt sẽ gồm có: thứ nhất là mực, thứ hai là thịt bằm. Thịt bằm này Dâu đã ướp sẵn gia vị rồi nha mọi người. Trong đây sẽ gồm có hành lá, hành tỏi băm, hạt nêm, tiêu và một ít đường nhé. Ngoài ra còn có thêm dầu ô liu nữa. Nguyên liệu của sốt nước cam sẽ gồm có nước cam này mình đã vắt sẵn rồi nha, một ít bột năng để làm sánh cái nước sốt của mình lại và một ít sữa tươi không đường. Chúng ta sẽ bắt đầu nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dồn thịt vô trong mực nha mọi người. Mình sẽ chuẩn bị sẵn một ít tăm để mình định vị, định hình cho nó, để khi mà mình áp chảo thì nó sẽ không bị văng cái thịt ra ngoài ha. Đây tay mình rửa sạch rồi cho nên là mọi người an tâm nha. Mọi người khi mà dùng thịt thì nhớ dùng tay ấn cho nó chặt cái miếng mực đó nha mọi người. Sau đó mình sẽ gắn cái đầu mực vào. Sẽ gắn đầu mực vào như vậy và mình sẽ dùng tăm để định hình lại nhé. Đó, mọi người sẽ định hình giống như thế này. Mọi người ghim làm sao cho thịt nó đừng có trồi ra là được. Đấy, nhìn giống như một con mực thật ban đầu vậy mọi người. Đây là thành quả của một con mực của mình đây. Mọi người cứ tiếp tục làm như vậy như cho đến hết nha. Đây chính là thành quả của mình sau khi đã dồn thịt nha mọi người. Tổng cộng là sẽ có 7 con. Mình sẽ chuẩn bị đem đi hấp nha. Xin lỗi mọi người, hồi nãy mình nói nhầm là đem đi áp chảo á, nhưng mà thực chất cái này là mình sẽ đem đi hấp nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt bếp và bỏ mực vào luôn nha. Mình bỏ lúc nước chưa có sôi nha mọi người. Khi hấp á, thì mình sẽ bỏ một ít vài lát gừng á, để cho cái mực nó sẽ thơm hơn và nó giả cái mùi tanh đi á mọi người. Xong khi bỏ vô rồi thì mình sẽ đậy nắp lại nha. Mọi người nhớ đậy nắp như thế này nha, để cái hơi nước nó không có bị bay ra bên ngoài thì mực mình sẽ mau chín hơn ha. Mực mình sẽ hấp trong khoảng 20 phút nha mọi người. Nhưng mà chúng ta đã thấy mực mà nó nồi nó bốc khói lên nhiều, nó nước sôi lên nó với lại mực nó bắt đầu săn lại á, thì mình sẽ bắt tắt bếp và bắt xuống nha. Trong quá trình mà chờ cho mực chín thì mình sẽ bắt chảo làm nước sốt luôn nha mọi người. Trước tiên chúng ta sẽ phi hành tỏi trước nha. Phi một ít hành tỏi cho nó thơm. Khi mà hành tỏi nó đã cháy vàng như thế này rồi thì mình sẽ cho nước sốt, sốt nước cam vào nhé. Cam này là nước cam tươi nguyên chất nha mọi người, mình sẽ không xài tăng hồng.
học. Ta bắt đầu nêm gia vị nha mọi người. Mình sẽ bỏ một ít đường, một ít hạt nêm, một ít ớt bột nha. Ít ớt bột này cho nó có vị cay cay, thơm thơm. Mình thấy đây là đều lên nha mọi người. Sau khi mình làm xong á thì nó sẽ như thế này, nhưng mà nó sẽ hơi loãng, nhưng mà mình sẽ không thể nào mà chan lên cho nó đẹp mắt được, thì mình sẽ phải bỏ một ít bột lan để nó sánh lại nha. Mọi người vừa đổ vừa khuấy nha mọi người. Sạch như thế này là đúng chuẩn nha. Mực sau khi đã chín rồi thì mình sẽ gấp ra nha mọi người. Trời ơi, có gừng á mọi người, nên nó thơm, cực kỳ thơm luôn. Mọi người có thấy mấy con mực không, nó uống nu uống nừng đó, nên nó đang ăn một ngụm thịt ở bên trong đó mọi người. Ôi, nó còn sống mọi người ơi. Nó còn sống nên nó nhảy kìa. Khi lấy ra thế này thì mình bắt đầu rút hết tâm ra nha. Để ăn là chọt họng, là chảy máu tiêu luôn á. Sau khi rút hết tâm thì mình sẽ hoàn toàn là có một con mực nguyên vẹn như thế này nha. Mực á, mình sẽ bắt đầu khứa khứa nhỏ như thế này, để cho khi mà rưới sốt lên thì sốt nó sẽ thấm vào bên trong nha. Sở dĩ á, mình không khứa ngay lúc đầu á, là mình sợ khi mà hấp á, thịt nó sẽ bị bong ra bên ngoài, mọi người nó sẽ mất đẹp. Mọi người nhớ khứa hết nha. Đây chính là cái mâm mình đã trang trí sẵn rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị trang trí mực lên cho đẹp nha. Mình sẽ bắt đầu rưới nước sốt lên nha. Rồi xanh xanh đỏ đỏ tím tím vàng vàng, siêu đẹp luôn mọi người ơi. Mình không phải là đầu bếp chuyên nghiệp á, cho nên mình rưới không có được đẹp lắm á, mọi người thông cảm nha. Ta-da! Đây chính là món mực dùm thịt sốt nước cam của mình đây. Mọi người có thấy đẹp không? Chúc mọi người sẽ thành công với món mực dùm thịt sốt nước cam này của mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của mình. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like, share, subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người vào món tiếp theo. Bye bye!